Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc tối ngày 21 tháng 11 cho biết, khoảng 10 giờ 43 phút đêm cùng ngày, quân đội đã phát hiện việc Bắc Triều Tiên đã phóng một vật thể mà nước này cho là vệ tinh trinh sát quân sự, từ bãi phóng vệ tinh khu vực biển Tây thuộc xã Thông Trang, tỉnh Bắc Phương An về phía Nam, bay xuyên qua vùng không phận quốc tế trên biển Tây, thuộc đảo Bennyeong và đảo Io. Trước đó, miền Bắc đã thông báo với chính phủ Nhật Bản là nước đóng vai trò điều phối vùng hàng hải trong khu vực của Tổ chức Hàng hải Quốc tế về việc sẽ phóng một vệ tinh nhân tạo trong khoảng thời gian từ 0 giờ ngày 22 tháng 11 đến 0 giờ ngày 1 tháng 12. Nhưng Bình Nhưỡng lại phóng sớm hơn một tiếng so với kế hoạch thông báo. Hội đồng tham mưu đã ngay lập tức phát hiện vụ phóng, theo dõi tình hình và đang phân tích tổng hợp các thông số chi tiết của vật thể phóng. Cơ quan này lên án vụ phóng đã vi phạm nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, có nội dung cấm Bắc Triều Tiên sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo, vừa là một động thái khiêu khích nghiêm trọng đe dọa tới an ninh quốc gia của Hàn Quốc. Quân đội miền Nam cảnh báo sẽ đối phó quyết liệt ngay lập tức với bất cứ khiêu khích nào từ miền Bắc, trên nền tảng là trạng thái phòng thủ liên quân Hàn Mỹ. Do chính phủ Hàn Quốc sáng ngày 22 tháng 11 đã quyết định đình chỉ một phần hiệu lực của thỏa thuận quân sự Liên Triều ngày 19 tháng 9 năm 2018, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc công bố đình chỉ hiệu lực khu vực cấm bay từ 3 giờ chiều cùng ngày, khôi phục các hoạt động giám sát, trinh sát tại khu vực ranh giới quân sự liên triều.